Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một máy bơm mỡ gạt tay 12 lít hay toàn bộ máy. Đây là càng bơm. Càng bơm thì chúng ta gắn vô đây khá đơn giản. Càng bơm thì chúng ta gắn vô đây. Đây. Bạn là xong. Rất đơn giản. Mọi người nhớ là bạn chặt qua đây nha. Còn đây là tay gạt, cần gạt bơm. Còn ở đây thì chúng ta để chân để giữ bình lại. Và bây giờ mình sẽ mở bên trong máy cho mọi người xem. Mở máy thì chúng ta sẽ vặn ba móc ba bên ra. Đây, ba bên sẽ có ba móc. Chúng ta nới lỏng ra. Đây là bên trong máy. Mình sẽ sử dụng thì cho mọi người đổ nhớt vào đây rồi đóng nắp lại. Đổ mỡ vào đây rồi đóng nắp lại. Và chỉ đơn thôi, đơn giản vậy thôi. Đóng nắp lại. Nắp lại mọi người, bạn chặn lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mọi người nhớ siết chặt ốc. Khi bạn mở thì chúng ta gạt càng đây. Vậy thôi, máy rất là đơn giản. Cảm ơn mọi người đã xem video, mình sẽ kết thúc video tại đây.